Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Mình đang phát cỏ cái mọi người kìa. Vườn cam V2 11 năm tuổi của nhà mình ấy. Mình đang phát cỏ mệt quá mọi người. Cỏ tốt tùm, đợt này mình mới phát sạch mọi người nhé. Trong cái tháng này mình mới phát sạch, không là nó ẩm thấp quá nó sẽ lấm rất là nhiều. Vậy nên là mình phát sạch cỏ. Đang phát mình nghỉ giải lao thì cũng có một bác ở trong Nghệ An, là bác điện trực tiếp Zalo với mình. Hai anh em vừa nói chuyện vừa trao đổi và nói về chuyện về con ngài mọi người. Thì hy vọng rằng video hôm nay sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách trị con ngài để giúp cho mọi người, những ai chưa biết cách khắc phục cái bệnh con ngài này nó châm thì mọi người hãy xem mọi người nhé. Con ngài là cái con mà nó như ở trên hình ảnh mọi người đang nhìn, đó là cái con bướm khoang, nó có cái mắt đỏ mọi người nhé. Cái đặc tính của con này nó chỉ hoạt động vào ban đêm, khi bắt đầu màn đêm buông xuống trục tối là bắt đầu nó hoạt động từ lúc 6 giờ tối cho đến tầm khoảng 2-3 giờ sáng là nó hoạt động mạnh nhất mọi người nhé. Cực kỳ là nguy hiểm luôn, cái con này nó cứ châm vào quả là nó hút, là nó sẽ gây ra một vết thành quả và nó rụng luôn mọi người nhé. Cực kỳ là nguy hiểm, nó hàng loạt luôn, đã có rất là nhiều nhà vườn bị rụng hàng loạt luôn mọi người. Đó là do cái con ngài này nó châm, nó có vết to hơn con ruồi vàng châm mọi người nhé. Thì cái đặc tính của con này thì nó xuất hiện từ cái tháng 7 mọi người nhé. Từ cái tháng 7 đổ đi là như tháng bây giờ bắt đầu là xuất hiện này. Từ bây giờ bắt đầu mới xuất hiện là cho đến hết tháng 9 là nặng nhất, còn nó vẫn rải rác ra đến tận lúc quả chín mọi người. Nên là mình phải chống phòng nó từ khi tháng 7 bây giờ, từ bây giờ bắt đầu cho đến khi mình thu hoạch xong thì thôi mọi người nhé. Con ngài cực kỳ là nguy hiểm, nhất là những cái nhà vườn nào ở xung quanh bìa mà rừng mà trơ trọi ở vườn ở giữa thì lại càng con nhiều ngài. Tại vì sao? Ban ngày thì nó sẽ bay vào những cái tán cây, lùm cây và trong rừng, trong rậm sâu nó ở mọi người nhé. Và cứ sẩm tối bắt đầu nó bay về đến những cái cây có múi, nó thích nhất là cây có múi, lên nó bay vào, nó châm, nó chích hút mọi người nhé. Cực kỳ là nguy hiểm luôn, nó châm hàng loạt luôn, mà nó châm trực tiếp vào quả mọi người, nó làm rụng ngay trực tiếp luôn. Thì cái cách phòng trừ cái con ngài này một cách hiệu quả thì nó cực kỳ là khó khăn mọi người. Vậy nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái cách để mọi người cùng tham khảo, để mọi người cùng mà đi diệt cái con ngài này. Thì cách thứ nhất đó là cái cách cơ giới, là cái cách mình dùng bằng cái tay chân của mình để mình có thể mình dùng bằng bẫy, mình đánh, mình diệt nó. Thứ hai là dùng bằng thuốc mọi người nhé. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách đầu tiên là cái cách dùng bằng cơ giới. Tại vì cái con ngài này cực kỳ là khó chữa, khó trị mọi người nhé. Thì mình sẽ dùng bằng cái cơ giới thì nó có rất là nhiều. Thứ nhất đó là mình sẽ dùng bằng bả mọi người nhé. Dùng bằng bả. Thứ hai là dùng bằng bóng điện. Và thứ ba là mình dùng bằng công cụ đèn pin, mình đi soi, mình bắt buổi tối. Thì tùy theo mọi người áp dụng, nhưng mà ở cái cơ giới này thì cái cách nào cũng hiệu quả. Cách soi đèn đi, mọi người dùng vợt, mọi người bắt và mọi người giết, thì mọi người sẽ bắt từ lúc 6 giờ cho đến tầm khoảng 10 rưỡi là mọi người bắt. Tại vì là nó bay về nhiều nhất là cái chầu đấy mọi người nhé. Thì mọi người đi cái chầu đấy mà diệt được nó thì là nó sẽ không chích hút được nữa. Không là nó cứ bay từ cây này nó lại sang quả khác là nó lại chích hút tiếp. Vậy nên là mọi người chỉ cần bắt từ 6 giờ cho đến 10 giờ thôi. Đó là mọi người dùng đèn pin, huy động người nhà, mọi người dùng đèn pin, mọi người đi dùng vợt, mọi người bắt. Đó là cái đầu tiên. Và cái thứ hai là mọi người dùng bằng bả. Thì mọi người sẽ, bây giờ là mùa mít chín đấy mọi người. Mọi người đi mua quả mít chín, mọi người kể cả mọi người ăn muối đi, hoặc là mọi người không ăn muối thì tùy mọi người. Mọi người bổ ra, đó, bổ mít thành cái miếng nhỏ ra mọi người nhé. Sau đó mọi người cho vào cái khay, mọi người tẩm thuốc không mùi. Ví dụ như thằng thuốc bắn cung này, đó, rồi là thằng những thằng Abamectin này, rồi là những cái dòng thuốc mọi người ra hiệu thuốc sâu, mọi người hỏi những cái thuốc loại nào nó không có mùi mà nó đất mà nó độc, nó không có mùi ấy, mọi người nhá. Thì mọi người về mọi người hòa ra, mọi người ngâm cùng với cả cái miếng dứa hoặc là miếng mít mọi người bổ ra đó. Dứa thì mọi người cũng bổ nhỏ ra, hoặc là mọi người không muốn mua thuốc sâu thì mọi người sẽ nghiền cái hạt la mọi người nhé. Mọi người bây giờ cũng là mùa quả la đó mọi người, thì mọi người lấy hạt la nhiều vào, mọi người nghiền ra, sau đó mọi người ngâm với rượu mọi người nhé. Ngâm với rượu trong một tuần, và sau đó mọi người chắt lấy cái nước ngâm hạt la đấy, thì mọi người cứ ngâm, nói chung là nhiều hạt la với ngâm với rượu nó thành một nước dịch dày. Và mọi người khi lấy, mọi người lấy cái nước lá, mọi người ngâm với cả cái
quả mít dứa hoặc là quả dứa mọi người bổ ra đó, mọi người chia ra mọi người ngâm, thì ngâm tầm khoảng 10 đến 15 phút nó cũng độc mọi người nhé. Tùy mọi người làm theo cái bài nào thì mọi người làm, nhưng mọi người ngâm trong tầm khoảng 5 đến 10 phút, sau đó mọi người mang đi mọi người treo vào những cái cây xung quanh ở bờ rào mọi người nhé, chứ mọi người đừng treo vào giữa trong vườn mà mọi người treo xung quanh bờ rào thôi, để cho con ngài nó bay về nó có mùi rất là thơm, nó thích mà, thì nó có cái mùi thơm đấy nó sẽ bay vào nó chích út, nó hút thì nó sẽ độc, nó sẽ chết. Đó là cái bẫy. Thì mọi người khi cứ 10 ngày thì mọi người lại nhúng lại một lần, ví dụ như mà như đánh bả ruồi luôn, cứ 10 ngày thì mọi người lại nhúng lại một lần, 10 ngày mọi người nhúng lại một lần. Đó là cái cách cũng cực kỳ là hiệu quả và rất là nhiều nhà vườn áp dụng và thành công mọi người nhé. Và cái cách thứ ba đó là dùng bằng cái bẫy bóng điện. Thì như bác cũng đã chia sẻ hình ảnh ở trên Zalo, thì mình cóp lại cái ảnh của bác để mình chia sẻ với mọi người. Nhà trên mình thì mình chưa đánh, đâm ra là mình cũng chưa có hình ảnh. Thì bác đây, bác đã đánh thì mình chia sẻ với mọi người đó, mọi người nhìn. Bác đã đánh bóng điện, đấy là bóng típ mọi người nhé. Thì bác cho vào cái bể ở dưới là chứa nước, nhưng ở dưới nước hoặc là mọi người đào một cái hố, mọi người cho nước ở dưới, rồi mọi người cho cái dầu nhớt đấy mọi người. Mọi người ra ngoài quán sửa xe, mọi người xin cái dầu nhớt thải của người ta về, mọi người pha cùng vào, trộn cùng thì nó sẽ dính mọi người. Khi nó xà xuống nó có cái nhớt đấy thì nó sẽ không bay được lên. Như của bác là mình thấy nước màu trắng thì vẫn là nước trắng, thì có khi có đầy những con nó bay xuống, nó rất là khỏe thì nó lại nhảy nó bay lên mất. Thì cho tí nhớt vào là nó sẽ chết sạch luôn mọi người, nó sẽ xà xuống nó không bao giờ nó lên được nữa. Đó là ba cái cách để mình chia sẻ với mọi người dùng bằng cơ giới để mình bẫy. Còn cái về thuốc để mà phun phòng trừ nó thì nó cũng có rất là nhiều loại thuốc, nhưng mà trong cái loại thuốc thì mình biết một loại thuốc, đó là cái loại thuốc Lucoprone đó mọi người. Như ở trên mình ảnh mọi người đang nhìn, mình không giỏi về tiếng Anh lắm, nhưng đó là cái loại thuốc để phòng trừ con ngài mọi người nhé. Hoặc là những cái loại thuốc Volca cũng được. Đó, tùy, có rất là nhiều các loại thuốc trị con ngài, nhưng mà mọi người phun phải là biết cách phun, thì phun vào cái buổi tối khi nó bay về đã, chứ còn mọi người phun vào lúc sáng sớm hoặc là lúc mà chiều đó, vẫn còn ánh nắng mặt trời ấy, thì là nó không hiệu quả. Nó sẽ có mùi, nó sẽ bay đến và nó thấy mùi nó lại bay ngược lại, nó không đậu vào cây đâu mọi người, nó không hút đâu, nó cực khôn mọi người nhé, nó chỉ là xua đuổi thôi. Thì cái này thì mọi người phun cứ 10 ngày một lần hoặc 15 ngày một lần thì mọi người phun thì lại hiệu quả, nó sẽ có mùi nó đuổi, nó sẽ không vào được, nhưng mà cực kỳ là nhiều tiền. Thế nên là đuổi được con ngài mà phun hết từ bây giờ cho đến tận tháng 10 thì 15 ngày một lần thì tốn tiền, khá tốn nhiều tiền tùy theo các nhà vườn, nhưng mà phun để hiệu quả nhất thì mình chia sẻ với mọi người là mọi người phun vào buổi đêm. Có nghĩa là khi mặt trời lặn tối, còn nó có để làm sao hình dung con ngài nó bay về rồi mọi người nhá. Con ngài nó bay về rồi thì mọi người phun vào nó thì nó mới chết. Nên là mọi người chịu khó, mọi người đeo đèn, thay vì công đi bắt thì mọi người cũng đeo đèn, mọi người phun thuốc đó vào cái buổi đêm thì nó cũng đạt hiệu quả cực là cao luôn mọi người nhé. Mà cái cách này thì nhà vườn mình hay áp dụng nhất, đó là mình cứ đeo đèn vào buổi đêm, buổi tối để thật mát mình bắt đầu mình mới phun. Thì là cái này là mình hay áp dụng nhất. Thì trong kênh mình cũng đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều những cái video mình đã khổ sở, mình đeo đèn mình phun, tại sao mình đeo đèn mình phun đó mọi người. Nó cũng rất là nhiều cái hữu ích khi mà mình phun buổi tối mọi người nhé. Đó là mình chia sẻ với mọi người cái về cái dòng thuốc mà mọi người phun, mọi người cân nhắc thì tùy theo cách để mọi người bẫy con ngài. Nên là mọi người phải, mình khuyên mọi người phải sử dụng để mọi người nhận biết được cái cách để mọi người tiêu diệt các con ngài. Đó là nhấn mạnh với mọi người là từ tháng 7 đổ đi cho đến lúc thu hoạch mọi người nhá, là con ngài nó rất là nhiều. Vậy nên là mọi người bắt đầu từ bây giờ mọi người đã phải thăm nom vườn và chú ý vườn để mọi người thấy hiện tượng con ngài châm, là mọi người phải sử dụng những hai cái biện pháp, đó là cơ giới hoặc là biện pháp phun thuốc giống như mình đã chia sẻ với mọi người để mọi người phòng trừ hiệu quả mọi người nhé. Hy vọng rằng hôm nay video mình chia sẻ với mọi người có thể giúp ích được cho các nhà vườn một phần nào về tư liệu về cái trị con ngài, con bướm bay cực kỳ là